Mời anh bạn. Là thưa cha, con là con cũng nghiện ma túy cách đây 26 27 năm rồi dạ. Con 18 tuổi là con đã đi bãi bờ đi làm vàng ấy cha. Làm vàng bãi bờ thì bờ bụi con nói ra là nó tội lỗi muôn vàn tội lỗi. Nhưng mà qua 20 mấy năm vậy, đến năm ngoái là con tự nhiên là con mở cái YouTube. Thế là con xem thì con thấy bảo sao mà trong chú chân long này sao lại chữa được cả ma túy. Thế con tò mò, thế con bảo vậy thì vào xem. Thế con đi thì hôm đầu tiên con vào đây con vẫn phải hút ấy. Con vào cha đặt tay ở chỗ này. Con còn đi còn rượu dạo con quỵ. Bữa đấy là con về để con dứt. Thế là xong rồi sau con vào một lần nữa. Lần này là con vào để là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con qua 20 mấy năm. Bây giờ là con dứt bỏ được ma túy. Chúng ta thấy Chúa kỳ diệu lắm. Cái sự khôn ngoan của Chúa không ai hiểu thấu được, không ai dò thấu được. Lúc nãy là dùng cái đài để đưa một người 24 năm ma túy và 20 năm bỏ Chúa. Bây giờ không dùng cái đài mà dùng cái phương tiện văn minh hơn là dùng YouTube, là dùng cái phương tiện truyền thông mà bây giờ nhiều người đang theo dõi là YouTube Giáo Điểm Tin Mừng. Mà một bữa nào đó anh ấy 26 năm nghiện ma túy, mà anh này còn thứ nặng hơn là anh ấy làm ở trong bãi vàng. Chúng ta biết vàng và máu chỉ có tội ác, chứ không thể nào có được cái gì sự thiện ở trong những bãi vàng. Người ta ăn chơi, người ta chém giết nhau đủ mọi thứ, đúng không? Vâng, đúng vậy chả. Và thế giới là của ma quỷ, nó thống trị hết tất cả những con người ở trong đó. Đủ mọi thứ tội lỗi đều có thể xảy ra. Vậy mà chỉ tò mò lên YouTube coi, rồi bảo rằng cái ông cha Long mà cũng trị được ma túy. Cho nên là anh ấy tò mò, anh ấy vào đây. Mà khi vào đây anh còn đem theo hàng để chơi, đúng không? Dạ có, dạ. Cho nên tôi biết nhiều anh đi, nhiều anh đến đây khi mà lên đặt tay tôi còn biết, tôi bảo đã cai được mấy ngày, đã chơi được mấy cái, tôi còn biết mà. Cho nên là mình ấy bảo là cha, mình ấy thú nhận, bảo cha cầu nguyện cho con vẫn chưa bỏ được, con mới bỏ được mấy ngày. Nếu mà anh chị em thấy mà tôi hay ôm mấy anh thanh niên ba trợn vào lòng và tôi làm dấu thánh giá và tôi rảy nước thánh thì anh chị em biết đấy là những người ba trợn lắm mà tôi phải ôm vào lòng để... Không mấy con vậy là con lưu siêu con đi ở đây để thế là cha ôm con vào lòng thôi. Chả phải vẩy nước phép, con còn khóc, còn mà tự nhiên con thấy người con tự nhiên nó làm sao nó cứ run hết người lên luôn. Nhất được ơn của Chúa từ hôm ấy là con nghĩa là từ bỏ ma túy được. Một người như anh đã giết người không gớm tay, có bao giờ anh có cái cảm giác run như vậy trong cuộc đời giang hồ của anh 26 năm tìm vàng không? Lại ra đúng là ơn của Chúa thì con không biết nói kiểu gì được nữa, chỉ có ơn của Chúa. Con khẳng định là tất cả trên thế giới, trên thế gian này, nếu không có ơn của Chúa thì không con người mình nó không có cái bình an. Và con nghĩ rằng như con nó chìm đắm ở trong cái tội lỗi ấy, thì thuốc phiện đang nghiện ba mấy hai mấy năm rồi, thì con nghĩ bây giờ thôi thì mình phải chỉ có là một là đi tu là tu thân thôi, chứ không phải là tu được như làm cha. Hai không nữa là mình chỉ có vào tù. Ba là chết non. Chứ còn không có cái phương pháp nào thì mình chỉ có quay về với Chúa thì mới được an bình. Dạ. Và thưa các bạn, đang chìm ngập trong ma túy, đó cũng là lời nhắn gửi của một người anh em, là chỉ có ba lựa chọn. Một là tu thân, hai là đi tù, và ba là chết non. Không có con đường nào khác. Nếu tiếp tục chơi thì một là đi tù, hai là chết non. Và nếu quyết tâm tu thân quay trở về thì chỉ có ơn Chúa, quyền năng lòng thương cho Chúa mới giải thoát chúng ta, những người đang đắm chìm trong tội lỗi, trong ma túy, thoát khỏi được cái đó mà thôi. Vì như anh ấy nói là một người chưa biết sợ là gì cả, vậy mà khi được sờ chạm anh ấy run hết cả người lên.
thì cái đó không phải sức của con người mà là do quyền năng của lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho anh là tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng đã giải thoát anh khỏi ngục tù của ma quỷ 26 năm. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa. Nhà, gắn chặt lấy anh. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Anh có dịp quay lại Bãi Vàng thì anh cũng hãy đi loan truyền cho mọi người. Tự bỏ hết rồi, bây giờ con nghĩa là không tiếc tha gì có Chúa thì chứ còn con không tiếc tha cái gì nữa chả. Hallelujah. Hallelujah. Con mua đài thôi mà không mua được, con gửi cha để làm bác ái. Rồi thưa anh chị em, một người mà 26 năm ngập chìm trong tội lỗi mà hôm nay dám nói rằng là con không thiết tha gì nữa. Tôi dụ anh ấy là anh... Cho anh qua đây ngồi này, cho khỏi vướng người ta. Tôi dụ anh ấy là quay trở lại Bãi Vàng đi. Anh bảo con không thiết tha gì nữa. Một người một lần đã dứt khoát khỏi sự dữ thì không muốn quay trở lại. Còn có khi chúng ta là những người đi tu rồi mà vẫn chưa dứt khoát được, mà vẫn còn ham muốn, vẫn còn tha thiết với nhiều sự thế gian.